Vâng. Đập tay với người bên phải và nói rằng tôi làm được. Đó là Ngày hôm nay chúng tôi ở nơi đây để bình luận cho các bạn mắc thi đấu thứ hai. Nghe giống là gốc vậy. Vâng, và trước khi đến với map thi đấu thứ hai thì có một chút giải trí cho anh em tôi. Và map thi đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là map thi đấu Inferno. Và đây là map pick của bên phía team Fnatic. Xin chào tất cả các anh em nhá. Xin chào tất cả anh em xã đoàn 500 đã đến với ngày thiếu thứ 3 của SL Pro League Season 12 khu vực EU. Và map thiếu thứ 2 đã có tín hiệu in game rồi. Chúng ta cùng đến với ngày map thi đấu thứ 2 thôi. Phập luôn đi, nóng lòng lắm rồi. Vâng, map thi đấu này thì tôi nghĩ rằng sẽ là một trận thi đấu căng thẳng hơn nữa so với map thi đấu đầu tiên. Và Fnatic xuất phát ở bên phía T-side Spirit. Họ là những người lên đồ ở bên phía City Side, nhưng mà Chopper lên full bomb không hề có kit. Đã nhìn được thấy người ở khu vực second mid rồi. Và Fnatic họ đang không chiếm chuối. JW di chuyển lại một mình và bomb side B chỉ đang solo thôi. Bây giờ thì vị trí Chopper vừa bị phát hiện đến anh chàng JW rồi. Chopper đang là người solo của bomb side B nha. Fnatic có rất nhiều người lên bomb, đó là Golden và Flutsa. Tôi đồ rằng đây sẽ là một tình huống setup bài thôi. Nhưng với những tình huống bom như thế này thì liệu rằng có phải một tình huống đánh B không đây? Chopper đang lộ ra để câu đồ. Ui dồi ôi, nết luôn à, nhưng mà vẫn có quả smoke. Và Versus bên phía Fnatic họ ép lên luôn khu vực bom site B. Vâng, chắc chắn là sẽ có lợi thế dành cho bên phía thì Fnatic rồi. Giờ thì JW yếu máu, 1 HP duy nhất thôi và Iris Fallen không nên vội vã. Magic có cho mình mạng của JW. Đó là tình huống spam xuyên smoke khá là may mắn đến từ vị trí của anh chàng Magic. Bây giờ thì có một người đi fighter đang về đến tận khu city rồi, đó là vị trí Crimson. Bây giờ thì Crimson ơi, trước mặt có hai người. Crimson hạ cũng đứng sập này dặn rồi, không thể có mạng thứ hai, khi đó tình huống đổi mạng tốt hơn đến từ vị trí của Magic. Và bây giờ lại đọc tiếng 3 viết 3, Flutsa phát hiện ra một người nhưng bắn không đi người city. Mi đổi một Golden, hạ cũng đi Iris ba lần thành công và chỉ còn mình Mi mà thôi. Mi một cái đài thôi, quá khó. Mi vẫn làm được một mạng kill đến từ vị trí của Mi. Triple kill dành cho Mi và đó làm tiếng clutch một về đài không tưởng đến từ anh chàng Mi. Bắn tên này thì Fnatic ơi, 2-0 chứ còn gì nữa. Trời đất ơi, bắn như thế thì làm sao mà thở được đây. Fnatic họ đã liên tiếp để mất đi những cái round thi đấu giành chiến thắng. Và đây là một cái ví dụ điển hình. Chính xác rồi, đây đã là một tình huống pick đến từ cả hai bên. Nhưng mà Mi chỉ cần dùng có tầm 4-5 viên mà thôi. Ôi, tình huống này nhìn giống em lốc không? Nhìn giống em lốc thật sự luôn. 1-0 thì bên phía Team Spirit rồi. Tay to thật sự dành cho bên phía của Team Spirit. Và bây giờ thì Fnatic họ đặt được bom nên họ lên cho mình những khẩu súng SMG là chủ yếu thôi. Crimson có một khẩu Gali và lửa ép mid rồi. Bây giờ thì bom side mình cũng đang bắt đầu trả đồ ra nên cũng là di chuyển ra đến bên phía Team Spirit. Ôi ơi, ôi JW không check vị trí của JW. Không phải đâu mà là do Chopper không check vào cuộc gốc cây. Bây giờ thì liều thì không ăn nhiều rồi, nhưng Magic vừa đổi mạng JW, hai quả nết nén ra. Flux ra vào vị trí của anh chàng Brolin có dấu yếu máu rồi, Golden và Brolin thì đúng hơn. Dấu hiệu yếu máu đến từ bên phía của Team Fnatic. Nhưng đây là round thi đấu mà bên phía Team Fnatic họ full bài luôn. Brolin đang làm gì đây? Một quả smoke này là một quả smoke ném đi đâu đây? Vâng, một quả smoke che đi City. Đây là một bài muốn tăng về khung City đến từ Brolin. Sẽ là hơi mạo hiểm nha, bom sai B đang chỉ công mình vị trí Magic thôi. Một tình huống đánh full bài B. Nào, tham binh sẽ như thế nào đây? Block quả smoke nhưng bây giờ thì Magic cũng chỉ được có một mà thôi. Bom sai B hoàn toàn clear rồi và đây một tiếng 3 vết 3. Lần này thì bên Team Spirit họ đang hơn súng và hơn cả đồ nữa. Thêm một lần nữa tình huống được đưa về là 3 đấu 3. Và các thành viên của bên phía Team Spirit thì Idis và lần đang là người có kit. Đặt được bom rồi, không còn smoke cũng như là flash để trả ra nữa. Còn bên phía Team Spirit họ có cho mình 3 quả bom để có thể retake. Một quả smoke đã được ném ra khu vực chuối rồi, thêm lửa được ném vào. Sắp đây Yang sẽ trả thêm quả flash nữa, ừ hay là ra chay luôn đây. Và giờ thì Mia của đó là Idis Valen đang bắt đầu nhá, lộ bóng nào. Và đó là đầu dành cho mình của Mia. Bây giờ thì Mia có double kill, còn là một mình Brolin thôi. Brolin cũng yếu máu rồi, đây sẽ là 2-0 dành cho bên phía Team Spirit. Vâng, Brolin khó rồi, 2-0. Và round sau thì bên phía của Team Fnatic họ vẫn sẽ có thể full bài tiếp được, vì họ có thể sẽ đem về cho mình round thắng đầu tiên. Họ hấp bài rồi, họ hấp bài thôi. Với đúng những rồi, lượng tiền 3.900, 3.600 như này chỉ là một đạo tiền hấp bài được đến từ bên phía Team Fnatic mà thôi. Biết đâu được sẽ có một khẩu Hero, Hero AK thì sao? À, hơi khó. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ phải là có một người chấp nhận bắn lục. Mi 6-0 rồi bạn ạ. Mi 6-0. Đúng rồi. Bắn như thế thì chả có 6-0.
2-0 bên phía Team Spirit. Và đây quyết định hạp bài đến từ phân tích rồi, họ đang quyết trả an toàn thôi. Phát phiếu đầu tiên thì vừa nãy tôi đang xem tôi quên rất là tỷ số nhỏ các bạn có bờ nhỉ, 16-10 bạn ơi, 16-10. Nhưng bây giờ thì Golden vừa rồi đã có được một mạng thành công rồi, nhưng quả nết được đường chính này rất đau. Magic chỉ còn đó là nửa bình thôi, nhưng mà Golden ném được quả nết nữa kết thúc điểm Magic rồi. Mì lại có những tình huống muốn spam xuyên smoke, nhưng đối phương spam xuyên smoke là cực kỳ đau nha. Vâng, chắc chắn là các thành viên của bên phía Team Fnatic họ lại có lợi thế trong round thi đấu này rồi. Hãy cùng xem nào. Ui, qua smoke luôn. Vâng, JW pop quả blast hợp lý. Golden và Mandimia. Round thắng đầu tiên dành cho Fnatic đầy chữ đầu. Một tình huống để thua rất nhạt đến từ bên phía Team Spirit. Hai ông đứng đổi súng sau quả smoke và đối phương thì bắt cái thằng mình láo búp quả flash chảy qua luôn. Đây là những cái trò mà chỉ có bắn online mới có thể làm được mà thôi. Đúng chính xác rồi, chứ bắn online thì làm sao mà có thể có những thứ như vậy. Thôi xong rồi, tôi nghĩ rằng là Fnatic bắn cứ như thế này là sẽ dạy cho Team Spirit một bài học. Round thì đầu sau thì Team Spirit họ không có nhiều tiền nhưng họ phải buy thôi, vì Magix đang có lượng tiền là 1.400, Mia cũng 1.800. Lượng tiền này thì bắt buộc phải buy. Đúng là như vậy rồi, lượng tiền mà cộng lại đến từ bên phía của Team Spirit sẽ là không có quá nhiều đâu. Và chưa kể họ mới chỉ để thua có một round. Với những lượng tiền này tôi nghĩ rằng họ sẽ full bài luôn. Đúng là quyết định full bài luôn đến từ Team Spirit rồi. Một round thì nó full bài. Bây giờ thì làm một round thì nó full bài yếu bom. Phân tích liệu rằng họ có để thua trong một round thi đấu đối phương hấp bài hay không đây. Nào, bây giờ là một round thi đấu đối phương quyết định full bài luôn. Duy nhất một khẩu súng to đó là vị trí Iris Balan mà thôi. Phân tích bây giờ nếu như muốn chiến thắng round thi đấu này chỉ cần bắn chiếm map đơn giản. Chiếm chuối và đẩy người lên cục boiler. Như thế thì sẽ chia cách ra được cái đội hình của bên phía Team Spirit. Chúng ta hãy cùng xem nào, đây là một round thi đấu Force Buy. Và Fnatic thì họ đang có một cái lượng tiền đang ổn định rồi. Và nếu như họ muốn ổn định hơn nữa thì nên thắng trong round thi đấu này. Một góc cam rất đẹp nhưng mà giống với tựa game nào đó. Đúng rồi. Bây giờ thì góc thi đấu đó thì sẽ là rất chóng mặt mà thôi. Bắt đầu có một quả smoke để che nối đã được trả ra rồi. Nhưng có lẽ đây sẽ là tình huống fake middle đến từ bên phía của Team Fnatic. Vâng, và đây rồi, khi mà đội hình của Fnatic họ đang lên diện lên cái video, chúng quay mặt một mạng cho Mick, double kill, triple kill. Ôi trời ơi, shotgun là bad, đẩy luôn. Rồi, đó là Invisibleon. Và chỉ còn lại một mình Fusa rồi, lại thắng Fox bài rồi. Và đó là shotgun làm hết. Một khẩu shotgun rất giống cái phong cách mà JW hay bắn ở cái map Cobblestone. Và liệu rằng khẩu shotgun này có qua đặc kill hay không đây? Không rồi, đó là tình bắt tham minh tốt đến Iris Balan. Team Spirit vừa lại dẫn trước với solo 3-1. Một round thì Fogby, Team Spirit giành chiến thắng. Đúng là Mark 10 trong map thiếu info này, này là rất khó chịu. Mark 7, vâng, đúng là một khẩu Mark 7 trong map thi đấu này rất khó chịu nha. Ôi, chú ý dùng khẩu này cũng khó chịu. 3 viên 3 mặt. Ôi, hình như đập bàn hay sao ấy. Tôi nhớ rằng là Fusa không phải player toxic đến mức đập bàn đâu, Customer Gipper ạ. Không lòng vòng. Anh như Hải Phòng. Thích Fusa rồi phải không? Nào bây giờ thì chúng ta cùng đến với round tiếp theo thôi. Phân tích vẫn phải full bài một cách bình thường, nhưng đây sẽ là một round thi đấu mà đối phương trả rất nhiều đồ ra chuối. Nào, quyết định kém lại lửa để chiếm thẳng được ra đời rồi. Cả hai bên vẫn chưa hề thông tin nào ở cái cuộc chuối này cả. Đây vẫn là một round thi đấu mà đội hình của bên Team Spirit đẩy default rồi. Chủ động trả smoke sớm ở khu vực middle. Team Spirit họ đang muốn bắn default. Một người trốn kín trong side. Vị trí Magic có mở khẩu M4S mà lại trốn kín trong side ư? Liệu rằng có phải là một tình huống quyết định chơi an toàn đến Spirit hay không đây? Ôi. Golden ơi là Golden kê vết đến như thế rồi mà vẫn còn ném lỗi ạ. Tốn thêm một quả smoke nữa. Và chắc chắn là Team Fnatic họ lại phải tính toán khi mà lệch đi một quả smoke rồi. Nết đẹp này và Brolin yếu máu. Bây giờ thì không phải bắn cương skill nữa. Và chắc chắn là Team Spirit họ sẽ có thể đem về một lợi thế nào đó. Ừ. Hãy cùng chờ đợi xem. Fnatic bây giờ họ vẫn còn đồ để ném vào bom xe A và họ đang tập trung rất đông người. Từ từ đã, Team Spirit bắn đến 4A rồi đấy. 2X và 2 dòng xài, Fnatic mà đi từ X vào thì sẽ là khó nha. Có vẻ như đây là tình huống muốn lên X nhưng tràn bị phi thẳng. Dream Z và vị trí của anh chàng Golden vừa đổi 2 rồi.
Chỉ còn đó là Magic ở trong cụm bom xe A thôi. Magic ơi, đổi một nhưng Samurai Young cũng chỉ là đổi một mà thôi. JW vừa rồi đã kết thúc Samurai Young với chỉ một viên Glock vào mặt. 2-3 để cho bên Viettel Fnatic. Trận này JW đã bắt đầu ok hơn rồi. Vừa rồi thì hạ thẳng. Vừa rồi thì những thành viên trong cụm bom xe A đã bị bao vây rồi. Nếu bạn biết frag của JW trong game thi đấu vừa rồi là bao nhiêu? Phải nói thật với ở Customing Over là trận 1 là tôi buồn ngủ quá. Thì tôi bạn đoán đi. Tôi ngủ, thôi tôi xin phép là tôi vừa ngủ dậy thì tôi không đoán gì cả. Thế yeah. Thôi bạn đoán đi cho tôi vui. Làm bạn. Gần đúng. 4-20. 4-20 thì tôi vừa mới ngồi cạnh huyền thoại của lần ZGO Việt Nam dòng anh Dũng Kazima dòng. Ông này ai ngờ lại nối nghiệp anh Dũng ạ. Vâng, và đây sẽ là round thi đấu thứ 6, round thi đấu Eco trắng là Fnatic có lẽ sẽ là tỷ số 3 đều thôi. Bây giờ không 3 đều thì mới là phí này. Fnatic mà thua cái round thi đấu này thì thôi. Stack 4 người ở trong bom sai và vị trí của Chopper đứng ở City. Hãy cùng xem nào. Fnatic họ đánh lên A hay không đây? Hay là họ vào B để có thể bắn nhau với cả 5 thành viên của BV Team Spirit? Ơ nhưng mà từ từ bạn này. Vừa nãy JW mạng như nào ấy? Mà 4-20 rồi. 4 mạng là 4. Mạng trên 20. Mạng 4-20. Support cũng chỉ vài thôi à, vài mạng à. Thì chứng tỏ là cũng nên gia nhập vào nền CS:GO huyền thoại Việt Nam rồi. Đúng rồi. Smoke bắt đầu được ném ra khu vực bom site bay và Chopper. Ui ôi, JW lại còn bắn vào đầu của Samurai Young trước đó. Flash không thành trắng nhưng vị trí của Mia cũng đổi một mạng. Chúng ta có đắp nhiều, JW họ cũng thành công được Mia. Và đó là chiến thắng thứ 3 rồi cho bên phía thì Fnatic. À đúng rồi. Lúc buổi chiều thì tôi có lượn lờ trên mạng thì tôi có đọc là có một cái report bảo là Frutza dùng hack ở các giải thi đấu LAN mà đã. Nhưng mà tôi lại lúc ấy tôi đang trong cuộc nói chuyện với cả anh rapper DVD. Thì tôi có bảo luôn là bây giờ cứ cho là Frutza hack. Nhưng mà có bao giờ ngầu như quả Forsaken đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái thông tin đấy chỉ là những cái thông tin để đánh bóng thêm tên tuổi Fusa mà thôi. Đúng rồi. Rõ ràng là cái thương hiệu Fusa từ trước đến nay đều là bị đồn thổi như vậy rồi. Chính xác. Lại là một khẩu XM1014 và lại là Magix. Trong một round thi đấu khó thì Spirit họ luôn sử dụng đến những khẩu shotgun. Không biết rằng cái khẩu shotgun có phải là cứu cánh cho bên phía team Spirit hay không đây. Góc này đã dùng một lần rồi, tôi nghĩ sẽ không có lần thứ hai đâu. Mi vừa đổi một hỏng rồi, vâng. Ông Observer đã say rồi, tôi thề ông đang say luôn. Tiếu thật sự, Iris Berlin bây giờ thì sắp phải có một tình huống đẩy ra nhưng JW đang kêu off trực diện nha. Vâng, trên lầu thì Cream hạ gục thành công đi Iris Berlin. Samurai Young lộ tiếng chưa? Ở chưa, mid chưa, còn chưa. Đang kề chéo bạn ạ. Thôi xong rồi, tôi nghĩ rằng cái khẩu SMG này sẽ rơi sớm thôi. Một quả smoke ném rất chuẩn chỉ đến từ vị trí của Flutza nè. Vẫn có flash pop lên nữa. Ồ, đó chỉ là một quả smoke moto thôi. Bây giờ thì lên chéo cùng nhau luôn. Nào, một mạng an ủi đấy Samurai Young. JW xanh rồi. 7-1. Đi qua smoke, đi qua smoke bạn ơi. Ôi, đi qua smoke với các thành viên team Fnatic. Điều đó chưa bao giờ là lợi thế cả. Và 3-4, Fnatic họ lại dẫn trước ở bên phía T-side rồi. Đây sẽ là round thi đấu full buy của bên phía team Spirit. Nhưng mà nhà của Cream Z tại sao mà cái cửa vẫn cứ phải bị bọc vậy nhỉ? Tôi nghĩ rằng là để chống muỗi. Có khi là hay là cái cửa biệt thự xong rồi kiểu ở giữa rừng ấy bạn. Nhiều muỗi. Mình phải che muỗi. Ừ nhỉ, cái nghề game thủ ấy cũng kiếm mà. Đúng không? Bây giờ thì mà rõ ràng là chỉ là game thủ nước ngoài. Đúng rồi, game thủ Việt Nam thì thôi. Chúng ta tạm thời bỏ qua cái tình huống đó. Bây giờ thì sẽ là một tình huống mà các thành viên bên phía team Fnatic họ muốn đánh lên cũng biết đồ nhanh rồi. Brolin Dan là người đi đầu. Chiếm được hoàn toàn không biết đồ rồi. Thì Spirit đây là một góc bắn cơ skill của bộ đội trong A. Vâng, các thành viên của bên phía team Fnatic họ đang di chuyển khu vực A để vào được H. Và rõ ràng là bom xe đang có 3 player của bên phía team Spirit. Tôi đánh giá đây là một trận thi đấu căng của cả hai team. Lần gần đây nhất thì Fnatic họ thua 16-14. 16-14. Đúng rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng trận thi đấu này sẽ đến map thứ 3. Vì Fnatic luôn luôn là một đội tuyển mà tôi âm thầm cổ vũ sau FaZe Clan. Nếu thế thì tôi cũng sẽ nghĩ là 16-14 sẽ dành cho Fnatic. Ok, chúng ta cùng chờ xem nào. Trận thi đấu này sẽ diễn ra kết quả là bao nhiêu. Một khẩu súng đã lộ ra ở Ách rồi. Bây giờ Brolin đang muốn đẩy vào để bắt lại khẩu SMG này.
Liệu rằng anh chàng Brolin có được có mạng hay không đây? Một mạng dành cho vị trí Brolin rồi. Đây là một tình huống đánh mid to B. City Bay có người, đó là vị Chopper. Ôi, Chopper vẫn ăn chay từ nãy đến giờ ạ. Nào, bây giờ thì Chopper ơi, làm gì đây? 30 giây, Fnatic đưa bom ngược từ chuối về khu vực bom site A. Trang bom site đang có đến hai người nha. Hai khẩu M4 đang chờ đợi sẵn bên phía các thành viên team Fnatic. Nếu như đây là một tình huống kẹp chéo thì tôi nghĩ rằng Fnatic sẽ gặp bất lợi đó. Chopper đã có mạng đầu tiên ở khu vực nhỏ rồi. Bây giờ thì JW làm 1, sắp đai nhăng làm 2, sắp đai nhăng không thể làm 3. Và tình huống đi check bom về đó chính là hai đấu hài. Nhưng bây giờ thì Chopper có vẻ như sẽ bị chặn lại rồi. Và Chopper có check không? Ôi rồi ôi, Brolin ơi! Trời ơi, đặt tầm trước nhưng lại toàn bắn đi đâu thế này. Chỉ còn mình Golden thôi, cậu vàng Golden đang bay. Nhưng trong tình huống 1v2 như này thì có làm được hay không đây? T-Speed đang retake mà không có đồ cũng như là không có kit. Golden ơi, top top bắn hai mặt là thắng. Nào, đối phương đang đi cùng nhau. Đúng rồi anh ơi, trước mặt nào, Golden sẽ làm gì đây? Em thấy này mà Golden bắn trượt theo Brolin rồi. Vâng, và tôi nghĩ là game thi đấu này có lẽ là Cutter PUBG nên chê vị trí của Chopper nhiều hơn. Vì vừa mới chê xong thì Chopper đã làm bà rồi. Và là một tình huống recheck bomb thành công dành cho Team Spirit. 4 đều, căng kẹo. Vừa nãy vừa chê ăn chay xong thì ông... Thì cái ông Brolin đây là còn bắn trượt luôn cho cẩn thận. 4 đều rồi và round sau sẽ vẫn full buy được đến từ Fnatic thôi vì họ vẫn còn rất nhiều tiền. Key round của bên phía Team Spirit. Spirit họ thắng nhưng họ đã mất rất nhiều súng ống. Và giờ thì một quả smoke chặn đầu cuối. Vâng, Idis Berlin. Lại là một pha bắn nhanh ở khu vực chuối nữa. Và giờ thì ở khu vực middle thì Team Spirit họ không mất đi ai cả. Khi mà vị trí của Magix là một rồi thì Brolin mới đổi được mạng nha. Sam Dayang có thêm một mạng nữa và tình huống đưa về là 2-4. Mình có nghĩ rằng là Team Spirit sẽ vượt lên dẫn trước với tỷ số là 5-4 hay không rồi? Chắc chắn rồi. Với tình huống này thì chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng với tình huống này thì sẽ phải đòi hỏi DreamZ làm 3, Rusa làm 1. Với tình hình bắn như thế này thì tôi đang nghĩ về chiến thắng 2 của Spirit nhiều hơn là Fnatic. Tôi cứ phải chờ xem sao đã. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là ở những cái tình huống đầu tiên thì Spirit vẫn đang có những tình huống bắn chắc tay hơn. Chờ xem nào. Bây giờ thì team Fnatic họ fake khu bom CB lần 1. Nhưng mà team Spirit với 4 người thì họ vẫn bắn 2A và 2B thôi. Đây là một chắc chắn. Lửa còn chắc dần được ném ra. Bắt buộc Idis Balan sẽ phải đẩy đi một góc khác. Bây giờ thì Idis Balan nhìn thấy người rồi. Pop flash để cho vị trí contestion đi ra. Vẫn chưa có ai. Khi mà bên phía team Spirit vẫn còn giữ được một quả lửa. Thôi xong rồi, Flatsa bắn hơi tự tin thái quá rồi. Một mình CreamZ trong một tình 4-1. Ừ, tôi nghĩ rằng cái chàng này sẽ không làm được đâu. Một mạng dành cho vị trí của CreamZ. Nào, 20 giây, hai mạng rồi. Có triple kill hay không đây? Chopper vẫn đang trốn câu giờ. Hay quá CreamZ ơi, 1v3 rồi. Nào, 15 giây, có vẻ như vị trí của CreamZ đã đoán ra được Sam Dayang ở đâu. Ừ. Nào, đặt vách một nhịp 9 giây. Thôi xong rồi, đối phương đang đẩy vào. Lần này thì vị trí Sam Dayang đẩy vào với tham minh là quá chuẩn xác rồi. Bây giờ thì đó là một mặt luôn. Suýt chút nữa thì class 1v4 đến từ vị trí của CreamZ. 1v4 đưa về là 1v3. Thôi cũng chấp nhận được dành cho CreamZ. Vâng, CreamZ thì cũng là một player bắn tay rất to rồi. Và xin chúc mừng Sam Dayang vì đã reset bom thành công. 5-4 dành cho các thành viên của bên phía team Spirit. Không thể đùa được CreamZ. Nhưng mà nếu như tình huống này mà bên phía team Fnatic đặt bom nhanh hơn thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ có cơ hội để chiến thắng trong tình huống 1v1 vừa rồi. Đó là fan cam của Spirit đó bạn. Cố lên team Spirit, team rồng xanh. Fnatic dập lửa lại rất chuối nhanh. Một cái bài đánh quen thuộc của Golden. Nhưng bây giờ thì Golden bị ép yếu. 32 HP còn lại. Và giờ thì chỉ cần một quả nết ra chuối thôi thì Brolin, Golden sẽ ra đi. Còn Brolin thì sao? Ép lên khu vực middle và trả thêm đồ ra đến từ Spirit ngay. Về 4A ở thời điểm hiện tại đến từ các thành viên của bên phía team Spirit rồi. Và bom site B chỉ solo với cái khẩu pharma của Chopper. Liệu rằng đây có phải là quyết định hợp lý hay không? Fnatic họ đang ép lên khu vực middle. Vâng, khẩu ảo của Idis Balan kê trực diện. Trận thi đấu này
Nếu như Fnatic lên 5 thì đúng là một trận thi đấu đáng xem nhất trong ngày hôm nay, khi mà cả hai team họ ăn miếng trả miếng trong từng round đấu. Hãy cùng chờ đợi xem Golden chỉ còn lại 6 máu, một tình huống di chuyển ở chuối hơi vất vả. Nhá vào thì chắc chắn là sẽ có mạng dành cho Magix thôi. Một viên vào ngón chân thì Golden cũng sẽ ra đi. Bây giờ thì quay trở về ngược với khu Banana. Các thành viên ở bên phía team Fnatic họ đang ép lên và họ sẽ set bài khu bom xoay bề. Mia chủ động trả ra một quả smoke để chiếm lại khu vực Banana. Và các thành viên ở bên phía team Spirit họ sẽ phải chống chọi với một tình huống bằng smoke hay không? Team Fnatic đang muốn búp một quả flash duy nhất sau băng qua rồi. Chopper đây một góc bắn rất thảm mình. Nào bây giờ thì quả flash là không mù, Chopper đổi được hai. Mi hạ cũng đi frost xa rồi. 4-1 dành cho bên phía team Spirit. Nhưng lần này thì không phải là cái tên Crim Z mà đó là JW, một player tinh quái hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng quá khó khi mà lẩn về khung City Bay có người đã kê qua quả smoke này và thôi xong rồi. 6-4 và rất dễ sẽ là 7-4. Round 6 sẽ là một round đấu yếu tiền của bên phía team Fnatic. Ừ, hãy cùng xem nào. Sâm Đai Răng có vẻ như đang uống Sting. Lấy thêm năng lượng. Chopper vừa rồi cũng đã rất tinh tế. Nhìn cái ảnh profile của Chopper tưởng là kiểu gầy xong rồi đô con, nhưng không, ở ngoài Chopper cũng khá là bập đấy chứ. Giống tôi. Chopper thì tôi rất ấn tượng với anh chàng này từ khi mà còn thi đấu cho Vega Squadron. Một team mà đã có rất nhiều ấn tượng ở Elite Major Boston. Nhưng rất tiếc bây giờ thì team đó đã disband. Tôi thấy cái bạn quan cảm ở đây của team Spirit mặc áo Vega Squadron đấy bạn. Có thể là bạn đấy cũng rất yêu thích đội hình đấy. Bạn đấy cũng là một đội hình đấy CIS mà, đúng chính không? Chính xác. Vega Squad, tôi nhớ không nhầm thì có một anh chàng nào tên là Kesandra. Cái sticker ghi hình bây giờ là hình con cá. Rất là đẹp. Vâng, JW vừa phải nằm xuống ở khu vực đồ. Không có WQ dành cho vị trí của Ideas Berlin, nhưng mà vẫn đang có thể cố gắng được. Đổi ra rồi, Roland đổi một mạng, nhưng đây sẽ là chiến thắng thứ 7 dành cho bên phía Team Spirit thôi. Còn lại một mình Flusha. Và bây giờ thì Flusha không thể làm được gì hơn nữa. Đó là Chopper. Vâng, tỷ số là 7-4 dành cho các thành viên ở bên phía Team Spirit. Round thi đấu này Fnatic họ bắt buộc phải thắng thì có thể đưa về một trận đấu cân bằng hơn. Chính là cái số mạng của Fnatic đang khá đồng đều nhau ấy chứ. Nhờ bên kia thì Team Spirit có một player Magic cũng như là Mi bắn vượt trội quá. Nào, round thi đấu full buy đến từ Fnatic và họ có thể có được một sự khác biệt nào đó hay không đây khi Flutsa đang là người đi chuối. Team Spirit luôn luôn đẩy 3B mà chẳng nhẽ bên phía Team Fnatic không biết điều này ư? Tại sao Fnatic không bỏ cái thời gian chiếm chuối đi để chiếm mid cũng như lâu ai nhanh, sau họ chiếm ngược lại chuối thì làm sao đây? Idis Balan sai tham mình rồi nhưng vẫn kịp rủi về đến từ anh chàng Idis Balan này, đi một bản khốc buồn. JW hạ gục đi trước ba gích rồi. Nào Idis Balan đối đầu với Golden. Bây giờ thì đó là cái tham mình tệ đến từ anh chàng Golden rồi, thôi xong. JW có double kill trong bom xoay A, vẫn còn một người nữa, JW biết điều này. Và bây giờ thì đang check góc sang tay chắc. Chết chạy rồi, 3A vừa rồi một thôi. Và có lẽ đây sẽ là round thứ 5 dành cho bên kia team Fnatic. Một quả bom đặt quá đẹp dành cho những pha xử lý về sau đến từ đội tuyển từ Thụy Điển. 5-7. Tỷ số là 5-7 rồi. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team Fnatic họ nên làm thêm một điều gì đó đi. Một cái lượt thi đấu cân bằng hơn thì tôi nghĩ sẽ là công minh hơn. Cả hai team này đều bắn map thi đấu này rất cân trong khoảng thời gian gần đây. Round thi đấu tiếp theo sẽ là một round thi đấu mà full buy được đến từ team Spirit. Và lượng tiền của Fnatic thì họ cũng cần phải ổn định hơn rất nhiều. Họ cần phải thắng trong round thi đấu tiếp theo này. Theo này không biết là team Spirit họ sẽ có một cái bài đánh nào để cả trở lại đối phương hay không. Nhưng nói gì thì nói, Fnatic họ cũng nên thắng map thi đấu này để đưa về một trận thi đấu ở map đấu D-Train. Map đấu D-Train cũng là một map đấu mà team Spirit họ bắn cũng rất tốt chứ không phải là quá yếu đâu nha.
Vâng, bây giờ thì ba nết chiếm chuối quá là đau, và Golden đang bị ép với con lửa. 14 HP còn lại đến từ chiều Golden. Lại là một cái bất lợi dành cho Fnatic ở ngay phút giây đầu tiên rồi. Hãy cùng chờ đợi xem khi mà Spirit họ đang quay về trở về với đội hình 3A, và trong bom xe A thì Idisplan một cậu op kê trực diện lại từ khu vực mid, từ khu vực boiler ra khu vực mid đâu. Bây giờ trên bên phía team Fnatic họ đã lên được khu mid đồ đơn giản hơn rồi. Idisplan thì anh chàng này đã quá quen thuộc ở vị trí nhà đen nên Fnatic đã nhồi ra một quả lửa rất khó chịu, đẩy Idisplan đi. Bây giờ thì cần thêm quả flash nữa thì mới không thể bỏ mạng được rồi. Bây giờ thì rất may mắn Brolin vẫn còn sống sót. Nào đẩy ra Axe thì ZFLW lại có một tiếng đi Axe 2 rồi. Bossa đang bị bao vây, Kim Z hạ gục điền Chopper. Có một tiếng đổi mạng nào hay không đây? Và mãi đến khi mà vị trí Kim Z nằm xuống thì Golden mới kết thúc điền Magic. Samurai Young thôi xong rồi, lô vị trí rồi. Và bây giờ thì Samurai Young vẫn kịp đổi một. Ngày hôm nay những tình huống đổi mạng của Fnatic bị làm sao vậy? Như vậy thì Spirit vẫn còn vị trí của Mia và Golden yếu máu. Còn Frusa sẽ là key player cho tình huống này. 6-7 hay sẽ là tỷ số 8-5 đây? Tôi nghĩ rằng team Spirit đang vào tay thì bên phía của Mi sẽ thực hiện một tình huống clutch. Lại giống với Pistol Round. Golden yếu máu nhưng vẫn làm hài với khẩu AWP ở trên tay của mình. Và giờ thì Fnatic, Mia đang bắt đầu ép vào rồi. Golden có một góc kê AWP trực diện vào từ khu vực xe dơm. Và Mia xuất hiện ở đây thì có lẽ Golden sẽ là người có mạng, nhưng thời gian không nhiều nữa rồi. Và bây giờ thì Mi quyết định chơi an toàn đó, quyết định xếp súng khi mà bên phía của team Spirit họ cũng không có nhiều tiền đâu. Thôi xong rồi, Mi vẫn quyết định quyên sinh. Lượng máu yếu mà, lượng máu yếu mà. Nhưng mà tại sao lại vẫn cứ cố vác ọp ra cho phút xa làm gì ạ? Mấy ông này bận tâm quá, quên mất không để ý máu bạn ơi. Quả bom đặt default đấy thì phải trên 80 máu thì mới có thể sống sót được. Vừa nãy tôi nhớ không nhầm thì vị trí của anh chàng lại cười. Flat side có hơn 60 máu thôi. Rõ ràng tình huống đấy thì cũng chỉ biết cười thôi chứ làm sao nữa. Round trước cũng vừa cười xong, khả năng là cười tiếp round này thắng rồi. 7 đều. Nhưng mà Mia đã có một cầu mắc 7. Hãy cùng xem nào, có mắc 7. Một, ui dồi ôi, lại mặt luôn ạ. Ông này bắn có mắc 7 kinh thật sự, bắn toàn mặt ạ. Bây giờ thì vẫn cố đấm ăn xôi. Lật xa biết điều gì đó rồi, chủ động spam lên luôn. Ôi nhưng mà nhảy với chúng tôi này, sọt gắt với chúng tôi này. Vẫn còn chopper trong tình huống này, và có một người yếu máu. Bây giờ thì chopper sẽ ra theo thăm mình. Chopper cần phải đổi ít nhất thêm một mạng nữa vào chopper, hay là flush ra đây flash rồi, nhưng mà chopper đã phải nằm xuống và nết ném ra. Green Zen cũng mất đi, còn đó là 46 HP. Thêm một quả nết nữa, hai quả nết nữa cơ mà. Giờ thì bắt đầu trả đồ ra khu của Nader rồi. Vâng, chính xác hơn là về khu vực City. Nết ném ra, Flusa yếu máu. Samurai Young có mạng của Flusa. Đừng bảo với tôi là thu eco nha. Bây giờ thì vẫn còn rất nhiều thời gian. Fnatic ơi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Bây giờ thì lên A cũng được, đâu nhất thiết phải cắm đầu vào trong khu bom CB đâu. Grim Z đang đi đầu. Bây giờ thế Golden có một mạng, Samurai Young, Adisman là mỗi người được cho mình một mạng. Trời ơi, đừng nói với tôi là sẽ để thua nha. Bom thì lộ ra rồi. 40 giây, Golden ơi, chủ động bắn trước mặt. Nhưng mà đây là một round thi đấu Echo đến từ bên Team Spirit, và họ sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Tại buổi tối này, bên Team Fnatic đã để thua hai round thi đấu nhạt hơn cả nước Úc. 4 khẩu USB và chỉ duy nhất một khẩu Mark 7 thôi. Spirit họ đang bắn rất khó chịu. Để thua những round thi đấu này thì Fnatic để thua trong cái trận điều bo ba tổng này thì cũng sẽ không có phải là điều ngạc nhiên đâu nha. Để thua những round thi đấu eco như thế này sẽ cực kỳ tai hại với kết quả tổng của trận thi đấu này. Vâng, hãy cùng xem nào, khi mà đội hình của bên phía team Fnatic họ không có nhiều đồ, họ quyết định bắn nhanh luôn. Đây mới là chiến thuật của những round thi đấu bắn online này. Grim Z đổi một mạng khi mà vị trí của Chopper đã phải nằm từ trước đó. Bây giờ thì ZFLW hạ gục thành công Ades. Một lần sắp đây nha, cũng đổi mạng là thành công, nhưng bây giờ quay trở về khung chuối. Fnatic họ sẽ đánh về B, và chắc chắn là vị trí của Mia chạy đến đây là nghe được đối phương về B rồi. Nghe thấy rồi đấy, thì bây giờ Mi sẽ làm gì nào? Sẽ làm tình huống căn tham binh để spammer Mi. Bây giờ căn tham binh để spam nhưng mà chúng ta chưa hết rồi. Roland vẫn check để góc cực kỳ kỹ càng. Tình huống bây giờ sẽ là tình huống 3v3. Team Spirit thì có kit, tôi có rất nhiều đồ. 96 sẽ dành cho Team Spirit.
Tôi tin là Spirit có thể làm được. Ngày hôm nay tôi tin là 2-0 cho Spirit cơ mà. Ok, hãy cùng chờ xem nào. Flutza đã có một góc đứng đẹp. Và bây giờ Flutza bắn yếu đi một người rồi. Những quả lửa này rồi, mẹ tốt thì nên đổi vị trí sớm đi. Flutza chết rồi. Thôi xong, vẫn có flash nha. Brolin đứng một góc bắn cơ skill. Quả flash là không ô. Brolin chỉ đổi một, thôi xong rồi. Khó thì Golden rồi. Golden nhìn thấy được một người chủ động bắn trước. Nhưng thôi xong rồi. Golden ơi, Golden. Xong thật rồi ạ. Nhưng thời gian không đủ để gỡ bom. Vâng, thời gian chỉ là một tích tắc thôi. Và đó là 7-8 dành cho các thành viên ở bên phía Team Fnatic. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít giây để đến với round thi đấu tiếp theo ở lượt thi đấu second half. They trying to figure out what's on our plate. Infinity sideways, we already ate. Skipping this basic, skipping this class. I stay out of trouble, now I can relate. Nevertheless, again, I'm doing great. I just finished this thing, ain't no debate. You ain't my dog, you ain't my family. And sure as hell, you not my mate. Yeah, I take my place at the summit. I can't wait till we count in them hundreds. I cannot lie, I ain't rich, yeah. But when I see my time coming, it's coming. And some of y'all got ahead of me. To be honest, I won't even run it. But very soon, I'ma run it. I demand it, man, I want it. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy, turn into a star, ayy. Play my part, yeah, I ain't too far. I do it big, I keep it large, okay. Live it up, cause it's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. It's going down, better live it up. I ball too hard, ayy, what? I ball too hard, ayy, what? I ball too hard, ayy, ayy. I ball too hard, ayy. They not gon' like this. Don't like surprises. I cause a crisis. Man, I'm a scientist. With the music, I spice things. Up to my liking. Man, I want nice things. Nice things. This not an AK, it's a newsie. I pull up and shoot it to movie. I'm chasing the bag, not a coochie. Cut ties with the fake, now it's Gucci. Word of my name from the 021. You count six shots and I count two guns. Some people still think I rap just for fun. But soon they'll look up to me just like the sun. Yeah, you can come over here. Swear it's like no career. Swear you got no idea. Soon you have no career. Take a good look in the mirror. They need to know that I'm here. Don't you act like it ain't clear. Yeah. Push start, ayy. Ball so hard, ayy. Raise the bar, ayy. Turn into a star, ayy. Play my part, yeah. I ain't too far. I do it big. I keep it large, okay. Live it up. It's fake, better give it up. Young, but I feel like I've seen enough. Numbers going up, better keep it up. Ain't slowing down, better live it up. I ball too hard, ayy. What? I ball too hard, ayy. What? I ball too hard, ayy. Cutter Fuji. Nếu như mà Cutter Fuji đang ở nhà mà nghe thấy chúng tôi nói thì Fuji ơi, giả anh tiền hôm trước đây. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một round tiếp Piston cháy bỏng nào. Vâng, đây sẽ là Piston round. Và liệu rằng bên phía của team nào sẽ giành chiến thắng đây? Team Spirit họ đang lên rất nhiều đồ trên cửa Chopper và Sam Dai rằng hai smoke một lửa một flash như thế này, nếu như đánh bài B thì nó sẽ là hợp lý nha. Nhưng bài A thì cũng sẽ là đẹp. Nhưng bây giờ thì team Fnatic thì họ đang bắt bài đến 4 người ở A. Đây sẽ là một cái bẫy nếu như team Spirit lên A. Nhưng tôi nghĩ là không rồi, họ sẽ đánh vào B. Một lần nữa thì họ sẽ đánh vào B. Ừ, và trong bom xoay B chỉ đang solo mà thôi.
Flusa, tín hiệu solo B sẽ là như thế nào đây? Hãy cùng chờ đợi xem nào, khi mà vị trí này Flusa đang cương skill và chưa cầm lên một quả bom nào để trả ra cả. Flusa bây giờ nếu như bắn trượt một viên thì tôi nghĩ sẽ bắt đầu trả những quả nết và flat ra thôi. Nào, bây giờ bên phía Team Spirit họ đang bắt đầu cầm đồ rồi. Cầm đồ lên tay, ba mẹ gọi thì liệu rằng có đi cứu bạn bé không đây. Lửa nhồi vào con Jackson, Flutcha đã bắt đầu spam những quả nết này, bắt đầu ném ra rồi. Một quả nết ném giữa người Samdai Yang, nhưng mà anh chàng này vẫn sống sót. Một quả lửa ném về khu vực con Jackson cũng là rất chuẩn. Và bây giờ thì Magic sẽ là người kê lại ở chuối. Flutcha gộp thành công Idis Berlin. Mia có đầu của Flutcha rồi, nhưng bây giờ thì Magic làm hai. Bắn tay to như thế này rồi thì làm sao mà ăn được đây. Và thêm một mặt nữa cho JW. Golden cũng hạ gục Chopper và tình huống đưa về 2-2. Có kit trên người của Golden nha. Samdai Yang không có giáp và cũng còn đó là vị trí của Mir. Thôi xong rồi. Ném cái quả smoke như thế này thì có gỡ được không đây? Mi đang bắt đầu spam nhưng mà đối phương thì đang có những góc spam là khá hay. Ơi rồi ơi. Một dành cho vị trí của Mi rồi. Bây giờ thì JW nhặt được kit thì cũng có làm được gì nữa đâu. Đối phương đang đẩy vào rồi. JW cố gắng gỡ nhưng mà bây giờ thì súng lại hết đạn. Quá đẹp. Ôi rồi ôi. Nào, chém đi. JW chịu chết luôn. À. JW chịu chết luôn. JW với chúng tôi à. Kẻ thích kẻ làm đau người khác, thích làm tổn thương cái gì gì ấy đó. Cái câu bài hát quen quá mà tôi không nhớ được ra. Đó là JW luôn nha. JW vừa rồi ngồi chịu trận thương thật ở mình cấp ở. Thôi quả này nó khác gì là giơ tay xin hàng đâu. Rõ ràng là như vậy rồi. Và tỷ số là 9-7 dành cho bên phía của Team Spirit. Bây giờ thì Fnatic họ sẽ có round thi đấu Frostbite. Lần gần đây nhất hai team gặp nhau thì Spirit cũng thắng Piston. Và sau đó thì Fnatic thắng ngược với một round thi đấu Frostbite luôn. Fnatic họ đang quyết định bắt bài 3B. Nhưng liệu rằng quyết định 3B này có chuẩn hay không đây? Frostbite đến từ Fnatic sẽ là một quyết định hợp lý thôi khi mang tiểu Inferno này. Những khẩu súng lục có thể lên tiếng. Và đây một tình huống bắt bài. Liệu rằng Team Spirit có nghĩ ra được là đối phương đang bắn đến 3B hay không? Bắt đầu có những tình huống di chuyển lên cũng bóng 2B rồi. Golden cũng bắn yếu hơn vị trí của Mir. Và thêm một quả smoke ném ra, câu kéo thêm thang của bên phía Team Fnatic. Bên phía của Team Fnatic vừa rồi đã trả ít nhất 3 quả đồ ra rồi. Team Spirit thì có vẻ như đã đoán ra được là ở B đồng. Nhưng liệu rằng họ có cầu đấm hắn trôi hay không? Fake một quả smoke về khung CT Bay để câu đồ của đối phương. Và bây giờ thì các thành viên Team Spirit muốn lên A. Nhưng trong bom xe A, họ vẫn nhồi ra một quả smoke ở khoảng gian 50 giây. Rất khó chịu nha. Vị trí số 9 của JW vẫn còn một quả nết nữa. Liệu rằng quả nết này có phải là một quả nết đau hay không nào? Đây là một red smoke che điều pit đến từ Samdai Yang. Quả nết của JW đã ném ra là khá đau rồi. 20 giây, Team Spirit đang đánh rất chậm. JW biết điều gì đó rồi. Đang sủi về đến từ vị JW thôi. Bắt buộc phải sủi về sai. Nhưng bây giờ thì tham binh này nhảy qua quả smoke của chính mình. Liệu rằng có phải là quyết định hợp lý hay không? Chopper đổi 1 nhưng Brolin vừa đổi 2. Đổi 3, không thể có một tiếng đổi 4 rồi. 6 giây, 5 giây, nhảy qua quả smoke này. 3 giây mà thôi, xong rồi. Xong đây đang trắng quá và đó là double kill dành cho Crimson. Một tiêu tỏa sáng với hai khẩu lục trên tay Crimson và Brolin. Một tình huống đánh theo tham binh cận kề và Team Spirit vừa rồi nhảy có quả smoke của chính mình thì cũng đúng với quyết định tự sát mà thôi. Và cũng phải khen ngợi rằng tình huống vừa rồi Brolin đã có một tiêu xử lý với khẩu DE là quá tuyệt vời. Tỷ số là 8-9. Và bây giờ thì bên phía của Team Fnatic họ sẽ chờ đợi đối phương một cái tactical timeout xong. Bảy viên DE vẫn làm được đến 3 mạng. Golden bây giờ không cười nữa rồi. Liệu rằng không cười thì có là chiến thắng hay không? Tầm này chắc chắn là phải tập trung vào game thi đấu rồi. Fnatic họ nếu muốn giành chiến thắng họ phải bắt buộc thắng trong cái round thi đấu này.
ý cô trắng rồi thì tỷ số sẽ là 9 đều thôi. Nhưng mà Mia lên cho mình khổ DE giáp 2 cũng không... Thật ra tôi nghĩ là với tình huống lên DE giáp 2 này thì cũng không có một cái... Vì nhiều tiền quá thôi mà, nhiều tiền quá thì mua bớt thôi. Team Spirit thì với những khẩu súng lục như này và chả có một lượng đồ nào cả, có lẽ là họ đang muốn chia nhau để đi pick người lẻ. Nhưng pick người làm sao lẻ được với những khẩu như kiểu là Famat với cả AK này, những khẩu súng anti hấp bài này cực kỳ sướng. Mia vừa ăn nguyên một quả nết vào người. Và giờ thì các thành viên của bên phía Team Spirit họ đang cố gắng tranh thủ round thi đấu này để bàn chiến thuật hay sao ấy, vì cũng đã đứng rất lâu ở khu T7 rồi. Tôi nghĩ rằng họ cũng biết là không có nhiều cơ hội trong round thi đấu này nên đang muốn dành những khoảng gian chết của round thi đấu thứ 18 này để bàn bạc thêm chiến thuật. Tôi nghĩ rằng là một định hợp lý thôi. Chính xác. Trong khi đó thì các thành viên của bên phía Team Fnatic thì họ vẫn đang rất bình tĩnh với 4 người của bóng xe à. Với giải thi đấu online thì huấn luyện viên được phép nói nhiều mà. Đúng, nên là đây là điều dễ hiểu thôi. Bây giờ với việc mà huấn luyện viên được nói trong round thi đấu có khác gì là huấn luyện viên không cho in-game leader đâu. Bây giờ thì các thành viên của bên phía Team Fnatic, JW vừa bắt đi vị trí của Mia rồi. Ông có giáp 2 thì lại đi đầu tiên và toang luôn. JW có đắp một kill Idis vừa lần nằm xuống, C4 đã lộ ra. Và bên phía của Team Fnatic thì họ đang muốn ép ra khu chip rồi. JW có chip một kill ở góc đứng của mình. Crimson làm 1, Crimson làm 2 và 9 đều rồi cho các thành viên của Fnatic. Dễ dàng thôi. Round tiếp theo thì cái bên phía của Team Spirit có thể full bài. Nhưng sẽ là một round tiếp full bài yếu bòm. Round này sẽ là full buy và nếu như thua thì có lẽ Fnatic sẽ lên với con số 11. Nào, bây giờ thì các thành viên bên phía Team Spirit một full buy hơi yếu bom mình một chút đến Idis Balan. Và rất nhiều flash trên người Team Spirit nha, liệu rằng tôi đang nghĩ đến một round thi đấu mà Team Spirit đánh nhanh có đúng hay không đây? Rất nhiều bom mình được trả ra cũng đầu chuối, bây giờ mi nghe thấy khúc bao cát có người rồi. Đó là vị trí Golden, nhưng mà Golden cẩn thận nha, Golden sẽ bị Mi bắt tham mình thì sẽ là tai hại đó. Bây giờ thì vị trí của Mi chọn sao mình nào đây, Golden lại còn chặn với cả flash của flash xa, nhưng không sao cả vì người đồng đội của anh ấy đã bỏ luôn. Và bộ đồ của Crypto thì CreamZ đang sử dụng game sense để spam Magic Cast sát tạch công ty JW. Dưới pit thì Prolan đang trả đam và Magic vẫn chưa ra đi. Bây giờ thì Prolan làm 2 rồi. 2 vs 3, Samdayang cùng với đó là Chopper. Samdayang vào được trọng của bom sai. Chopper giữ lại ở trên khu vực lầu. Nhưng Prolan vẫn đang có một quả smoke one way. Rất khó chịu và bây giờ thì Prolan đã câu được đủ tham để cho Flutsa bách phê rồi. Bây giờ thì Prolan không được chết rồi. Mà cũng chết cũng được không sao cả. Flutsa đã bách phê đến đây rồi. Chopper lộ vị trí và đó là double kill Flutsa. Round thiếu thứ 10 dành cho bên Team Fnatic. Vâng, tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ là 11-9 thôi. Tỷ số sẽ là bao nhiêu đây? Nhưng với bộ round eco này, những Team Spirit họ lại côn tha bao tiếp à? Hay là Fnatic côn vậy? Tôi nghĩ rằng đang trong những round thiếu quan trọng thì Fnatic có vẻ như sẽ là team dùng quyền tha bao tactic côn rồi. Không, tha bao cho Spirit bạn ạ. Bây giờ thì sẽ là một round thi đấu mà Spirit họ eco tiếp. Mặc dù hai cái tactical timeout liên tiếp được pause nhưng vẫn cứ là eco thôi. Eco cũng là một cái điều hợp lý đến Team Spirit thôi. Bởi lượng tiền này cho dù có fork đi nữa, được bonus tiền nào sau thì vẫn chưa đủ để bài đâu. Chiếm được chuối rất dễ dàng để đưa đến Team Fnatic rồi. Golden có phải là người solo bomb CB hay không đây? Không, đó là vị trí Flutsa, kiểu Flutsa nhiều đồ hơn. Vẫn làm quyết định lên cục mid đầu. Magic chiếm được cục lầu rồi. Một quả flash duy nhất đến Sam Dai Yang sẽ là một quả
Flash chiếm mid. Phân tích về đến 4A rồi. Có 10 quả Flash đi nữa thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ không đục thủng được cục bom Zaya đâu. Chỉ là những khẩu súng lục và không hề có giáp thì làm sao mà có thể đục vào được Fnatic. Bây giờ thì CreamZ đã bắt được đối phương rồi. CreamZ là một Golden đổi mạng Chopper. Bây giờ thì Golden ta không thể liên hoan xác thịt được các thành viên ở bên phía Team Spirit. Nhưng lượng máu của CreamZ quá yếu rồi. Prolan làm 2 và còn lại một mình Idisplan. 11-9 dành cho bên phía Team Fnatic sẽ là chắc chắn thôi. 32 HP và ra đây Prolan có triple kill. 11-9 dành cho bên phía Team Fnatic. Vừa nãy mình cũng có bảo là tỷ số sẽ là 16-14 đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chờ xem nào, có cơ sở để về tỷ số đó đó. Ngày hôm qua đấy nhắc đến FaZe Clan với Mousesport tôi mới nhớ Mousesport thắng 2-0. Đúng, chính xác, và tỷ số lần lượt là 16-12 và 16-13. Rằng là ngày hôm qua Mousesport họ lại có thêm sự hỗ trợ của BMAS nữa. BMAS thì tôi có đọc được một câu chuyện là anh chàng BMAS này nếu như mà ở lại FaZe Clan thì sẽ phải bắn vào role của Olufmeister, và cái role đó thì vị trí BMAS không hề thích một chút nào cả. Thì là BMAS quyết định rời đi và ở vị trí Mousesport thì BMAS sẽ được bắn role NG, và đấy là role mà BMAS thích nhất trong cái game CS này. Gosick ra đi thì Chris Jay về bắn off chính, và sau đó thì BMAS được thả Sick và bắn vào một cái vị trí mà rất ưa thích của tuổi trẻ, đúng không? Chính xác, đó đâu tăng cờ. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không kết hợp lý với cả sự nghiệp của bên phía anh chàng BMAS thôi, vì BMAS chưa đủ cái độ dẻo trong những tình huống đi lắc, đi lắc cờ ấy. Vâng, hãy cùng xem round thi đấu này nào. Khi mà kia đổi được một mạng trước khi nằm xuống bởi Golden, và giờ thì ép luôn đến từ bên phía New Spirit. Golden thiếu máu rồi. Bên phía Spirit họ có vào B luôn không đây? Chopper và Disperland đã hỗ trợ với nhau để bắt được vị trí của Golden và CreamZ. Bây giờ thì CreamZ sẽ phải solo B. Và nếu như CreamZ nằm xuống thì bộ đôi ở khu bom xe nên xếp súng luôn. Bây giờ thì vị trí CreamZ đang đổi, nhưng mà Chopper, đó là tình huống bắt thăm mình đi một quả smoke cực kỳ hay đến từ Chopper. Bom xài B thủng rồi, và tôi nghĩ rằng mặc dù còn đó là 40 giây thì sẽ là khoảng thời gian khó đó nha. Brolin đổi một, nhưng bây giờ thì Idis Balan kết thúc điệp Brolin rồi. Chứa mình dép liều. Thời gian còn quá nhiều để cho Spirit họ đặt bom. Chính xác, và tôi nghĩ rằng là dép liều nên đi xếp súng. Tình huống 3v1 này thì quá khó. Bây giờ thì dép liều phải gọi ra thêm một simple thì may ra mới phải retake được. Ai da. Định làm cho gì đây? Định retake rồi, Khéo quá nhờ. Rồi. Đây rồi. Nghe thấy tiếng rồi nha. Bắt thăm mình, một mạng nếu bị chịu dép lưu. Nhưng mà dép lưu còn phải đoán rất nhiều hướng nha. Nào, làm động. Sao mà đoán được hai chuối đúng không? Đúng rồi. Vâng, JW đang chủ động spam rất nhiều và giờ thì cũng lên rồi. Nhưng bây giờ thì gỡ luôn và xăm Da Yang. Vây cuối cùng. Tham mình, thật sự nói rằng tham mình đó quá tốt đến từ xăm Da Yang. Vâng, một giây tích tắc cuối cùng thôi thì Sam Da Yang xuất hiện kịp thời và chiến thắng thứ 10 dành cho bên phía Team Spirit. Bây giờ thì lượng tiền của Team Fnatic họ vẫn có thể full buy được nha. Nhưng đó cũng là một sự cố gắng của JW rồi. Trận thi đấu này JW cũng bay. Chính xác. Bù lại cho trận thi đấu trước. Nhưng mà vừa rồi JW đúng là có cái timing cực kỳ ảo. Đối phương vừa bút lên chưa kịp bắn Việt nào thì vị trí của JW đã spam vào góc bút đó rồi. Một key round, đúng là như vậy. Một key round dành cho bên phía của Team Fnatic. Cả hai team luôn, cả hai team đều yếu tiền rồi. Bây giờ thì JW và những người đồng đội đã bắt người trên khu vực lầu rồi. JW vừa hạ được 3 kích thành công. Đây là một tình bắn nhau cơ skill luôn. Nhưng mà Sam Dai Yang thôi xong rồi. Vị trí của JW bỏ lầu nhưng mà không báo cho những người đồng đội của mình. Sam Da Yang như vậy thì đây là một lợi thế quá lớn dành cho bên phía Team Spirit. Và round thi đấu này lên A, Golden vẫn còn trong bom sai A, và JW bây giờ thì cường skill trên khu vực lâu. Trời ơi. Trời ạ, round thi đấu này quá mắc lỗi đến từ vị như JW. Anh chàng này giết được một người rồi, bỏ khu vực chân lầu. Đáng nhẽ phải report lại cho những đồng đội của mình chứ. Một tình huống mà anh chàng Sam Dai Yang đã có hai mạng dễ dàng quá thôi. Golden bây giờ back về khu bom xe A. Bây giờ Team Spirit mà đi cùng nhau về khu bom xe A thì sẽ là quá khó thì Golden để có thể đổi ít nhất là 2. 35 giây rồi. Vẫn có một người tạo động ở chuối, đó là vị trí của Mi. 30 giây, Team Spirit đang
cài một người vào B để đánh vào B như thật. Nào, bom đang di chuyển ngược về B rồi. Bom sai B đang là sự xuất hiện của Flatsa. 20 giây. Flatsa bây giờ thì đang có những tình huống đẩy ra, nhưng liệu rằng có đúng tham minh hay không? Lộ rồi. Ui. Một mặt dành cho mì. Mặt luôn ạ, à, sợ thật sự. Các thành viên của bên Team Spirit họ đang bắn tay to, dã man con gan. Và giờ thì Golden đứng ở khu vực mini pit. Someday Young vẫn đi săn bằng được. Đây sẽ là tình huống lấy info và thậm chí là Golden còn có thể ra đi luôn cơ. Nhưng mà quay đầu đi thì Someday Young nằm xuống và Golden chắc chắn là sẽ phải đổi vị trí của mình. Các thành viên ở bên phía Team Spirit họ đang ép lên rồi. Iris Berlin đang phán đoán hướng đi của đối phương. Nhưng mà Golden vẫn đứng xếp ở trong cuộc bom xe à. 11-11. Và tỷ số này là một tỷ số đưa trận thi đấu của chúng ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chưa thể đoán ra được là team nào sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà Spirit họ đang bắt đầu làm tốt cái vai trò của mình ở bên phía T-side. Chính xác rồi. 11 đều. Bây giờ thì cái dự đoán 16-14 của các Reaper đang là có rất nhiều cơ sở. Round thi đấu tiếp theo sẽ là round thi đấu mà có vẻ là tình họ sẽ phải eco thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi round thi đấu tiếp theo này lên gì đây. Lượng tiền thì các thành viên bên Việt Team Fnatic yếu và tôi nghĩ rằng sẽ một quyết định eco thôi. Một quyết định eco đến từ bên phía của team Fnatic. Đây sẽ là một khẩu M4 và 4 khẩu USP xuất hiện trên tay của Fnatic. Ngôi sao hy vọng thuộc về anh chàng Golden với một khẩu M4. Và liệu rằng khẩu M4 này có thể là được một điều gì đó bất ngờ hay không đây. Diệp Lưu đẩy lầu luôn, nhưng mà Diệp Lưu ơi, ôi xong rồi. May là còn không cầm dao để mà đẩy. Và Brolin tiếp tục xuất hiện lên trên khu vực lầu A. Bách về hết khu vực bom xe A đến từ đội của bên phía team Fnatic. Ừ, nhưng bây giờ thì có bom. Hãy cùng xem nào, họ về B hay lên A đây. Có quá nhiều thời gian để cho Team Spirit xử lý trong round thi đấu này. Họ không việc gì vội vàng cả, hợp lý thôi. Họ đang muốn hướng về khu bom xe B. Có lửa check lại khu vực gốc cây rất cẩn thận đến từ bên phía Team Spirit nha. Vâng, và khẩu M4 đang bách về B cùng với sự hỗ trợ của Flusa. Như vậy thì đây sẽ là tình huống vào B đến từ bên phía của Team Spirit. Ừ, lộ nòng súng rồi. Và giờ thì Golden vẫn còn một quả lửa trên tay. Gâu kéo thêm tham, bên phía Spirit lại phải chậm lại rồi. Chậm lại nhưng họ sẽ chậm lại tầm 7 giây mà thôi. Một quả flash pop vào nhưng bây giờ thì Golden vẫn còn quả flash nữa. Vị trí số 0 của anh chàng Golden đang bách phê rồi. Cả Cream Z nữa. Đây sẽ một tình huống bắt bài đến 4B. Vừa nãy ở lượt first half thì Fnatic cũng đã có một round thiếu để thua như thế này rồi. Liệu rằng round thiếu này họ có thể chiến thắng hay không đây? Vâng, họ có trả thù được cái mối thù của team Spirit đã làm với họ ở trong cái round thi đấu bên phía T-side hay không? Đi sai thêm một lần nữa, chúng ta không thể quê được. Và Golden có cho mình mạng Chopper Mia cùng Flusa rồi. Bây giờ thì Golden có double kill, chip một kill không phải. Và đó là tình huống 2v2. Nhưng mà Brolin lại có mạng của Someday Young. Mia yếu máu, Magic đây rồi. Khẩu AK xuất hiện nhưng Brolin đang chủ động lùi về. Và bây giờ thì một đấu một. Đó ôi là Eco chạm giành chiến thắng dành cho bên phía team Fnatic. Và tỷ số là một đều trong những round thiếu anti-eco quê mùa đến từ cả hai team. Và đây là những tình huống bắn chéo cho nhau rất khó chịu. Những tình huống bắn chéo là những tình huống rất khó đỡ ở cái map thiếu Inferno này. Đơn giản với map thiếu Inferno hẹp nên những tình huống bắn chéo sẽ là cực kỳ khó chống. Vâng. Một nụ cười tươi trên đôi môi của anh chàng Brolin. 12-11 rồi. Kỳ round đến với đội hình của bên phía team Spirit sau một round thi đấu thua Eco. Như vậy thì đã là trả thù được rồi đó nha. Chính xác rồi, một đều trong những round thi đấu anti-eco đến từ cả hai bên. Fnatic họ có thể thắng trận thi đấu này hay không? Và map thi đấu thứ 3 của chúng ta sẽ là map thi đấu đi trên. Map thi đấu đi trên map thi đấu mà theo trí nhớ của tôi thì Fnatic cũng bắn không quá mạnh đâu. Mà team Spirit thì lại bắn rất mạnh map đi trên. Họ là một trong những team bắn online và phi cực kinh ở trong map thiếu đi trên luôn. Với những tình huống mà phi thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ không thể ăn được Fnatic đâu. Fnatic họ đang bắn vào tay ở cái map Inferno này rồi. Hãy cùng xem nào, đây là một round thi đấu yếu tiền. Và team Spirit nếu như họ thua thì Fnatic sẽ lên được con số thứ 14. Đây có vẻ như sẽ làm tình huống bắn láo với một quả flash duy nhất đến từ bên phía team Spirit lên cũng middle rồi. Diệp Lưu góc này sẽ góc ăn quả flash nha. Diệp Lưu đang có một góc kê lấy thông tin. Bắt đầu ném đồ lên cục bom xe A rồi. Đây sẽ là một tình huống di chuyển để chiếm cục xe bò. Nhưng quả lửa này sẽ là quả lửa khó chịu dành cho anh chàng Brolin nha. Quả nét này thì sao đây?
thêm một quả smoke nữa, lấy được phạm vi di chuyển, đổi vị trí luôn rồi. Bom Zaya đang bắn 3 người và gần như sẽ là 4 khi mà vị trí của Golden đang giữ lại khúc ách rồi. Nào Golden ơi, góc kê quá đẹp, Idis Balan đã bị hạ gục rồi. Quay ngược trở về cục bom site B đến từ đội hình của bên phía Team Spirit. Ừ, nhưng bây giờ thì trong bom site B thì Fluxa chỉ solo với một khẩu MP9 thôi, và Golden đã quay ngược trở về cục bom site B rồi. Smoke sẽ được ném ra by time và Team Spirit lại chùn chân, rất khó chịu. Fnatic sẽ giữ đội hình của mình là 2A với 3B. Ừ, nhưng bây giờ thì GrimZ ra mid với khoảng thăm mình là khó hiểu, vì anh ấy cũng đã làm được 2 rồi. Spirit họ không thể đoán ra được. Bây giờ thì Brolin vẫn đang ở một vị trí default rồi, đó là vị trí pit. Team Spirit không có lửa để check vào rồi. Brolin đây trong tình huống bắt thăm mình. Diệp Lưu có một mạng rồi. Brolin đây lắc ra đi. 13 rồi. Khả năng sẽ là 14 nha. Round thi đấu tiếp theo là round đấu yếu tiền. Một khoảng thăm mình di chuyển ra mid không thể đoán được của GrimZ. Và tay của GrimZ thì các bạn cũng đã biết rồi. Never small. GrimZ là một player bắn rất ổn định trong đội hình của bên phía Team Fnatic. Vâng. 600.000 các bạn khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của 500 Bros mà mới chỉ có 15 like thôi. Vậy thì chắc chắn rồi. Một câu nói quen thuộc, cam của GrimZ mất hình. Ờ, GrimZ đi đâu rồi nhở? Cười cười. Khả năng là GrimZ cho mình đi đi xả, xả rồi. Đi. Anh em có thể để lại cho chúng tôi một nút like được không ạ? Hãy like đi vì nó miễn phí. Vâng, như vậy tôi đã thấy từ 15 like lên 19 like rồi. Bao giờ lên được 600.000 like thì lúc đấy chúng ta sẽ có thêm những cái tình huống bộc lộ cảm xúc tới từ các caster của 500 Pro. Hai mươi bốn like rồi anh em ơi, cố lên nào các bạn ơi. Và quay trở lại với round thi đấu này, eco trắng dành cho các thành viên của bên phía Team Spirit, và họ lên cho mình những khẩu lục không hề có giáp. Bây giờ thì những khẩu lục không hề có giáp này thì sẽ làm gì đây? Đối phương lại chiếm chuối thành công rồi, và Team Spirit lại mất đi khúc banana, khó quá rồi. Bây giờ thì với số lượng súng ống trên người của Team Spirit như thế này thì làm sao họ có thể thắng được đây, nhưng đã bắn đinh vào đầu của JW. JW vừa bắn đinh rồi, nhưng JW kết thúc việc Magic vừa rồi đó. Tình huống Magic muốn chạy ra ăn hồi không được đâu. JW không phải một player dễ bị bắt nạt như vậy. GrimZ đã là người chơi lâu và quả nết này. Ôi ôi ôi, quả nết đau quá. Có vẻ như bên phía Team Fnatic biết là trên lầu có người rồi. Vâng, chắc chắn đây sẽ có thể là round thắng thứ 14 dành cho bên phía của Team Fnatic thôi. Tôi không tin rằng là Fnatic sẽ thua được ở round thi đấu này đâu. Và các thành viên của bên phía Team Spirit có vẻ như họ đang muốn nhảy ra khu vực lầu và vào cả khu vực X nữa. Nhưng Golden lộ chân rồi và Brolin sẽ hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Lát trắng luôn cả người đồng đội ạ. Và giờ thì lầu bắt đầu ra rồi. Sundayang đổi một mạng nhưng JW đổi mạng thành công vì chưa Sundayang. Và chỉ là một bình bia thôi, và đó là Brolin kết thúc round thi đấu thứ 14 dành cho bên phía Team Fnatic. 14 dành cho bên phía Team Fnatic rồi, Team Spirit sẽ có một round thi full buy rất quan trọng. Gần như sẽ là cuối đời dành cho họ, một round thi full buy đầy đủ. Nào, bây giờ hãy cùng chờ xem nào, Team Spirit full buy đầy đủ sẽ bắn như thế nào đây. Mi full buy mà tại sao tôi thấy full buy 300 đồng 4 quả bom một cái sếp 2 nhỉ? Có một khẩu AK rồi bạn, 4.900 tiền kìa. Không phải, vừa nãy là tôi cái HUD tự nhiên tôi không nhìn thấy rõ. hay là mắt tôi hoa. 4.900 tiền thì chắc chắn là phải lên AK full bom rồi. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem. Và tích đây là round đấu chiếm chuối với 3 đặc biệt. Mi đứng giữa quả lửa. Mi quyên sinh à? Bây giờ thì thôi xong rồi, tự nhiên cống cho đối phương 70 máu. Và Golden thì với chỉ 2 viên
MP 9 rồi, cũng đã kết thúc việc bị thành công. Nhưng mà vừa rồi tại sao Golden lại đẩy lao đến như vậy? Có lẽ là bởi vì khẩu MP 9 ở trên tay. Và các thành viên của bên phía Team Spirit bây giờ họ là giữ lại khu vực chuối. Chopper đã bắt đầu bò lên rồi, vẫn còn đó là Flossa và CreamZ nha. Giờ thì sẽ có một quả lửa đường về, bắt đầu chênh góc rồi, CreamZ sẽ solo em. Chopper là người giành chiến thắng, và trong bom site chỉ còn lại một mình khẩu AWP của Flossa thôi. Bách rất nhanh về tới từ JW, cũng như là vị trí của Pro lần nữa. Flossa sẽ phải đối chọi với một khoảng thời gian hơi vất vả của bom site B tạm thời nha. Hàm Minh là ổn rồi, nhưng các thành viên ở bên phía Team Spirit bây giờ họ mới bắt đầu vào. Smoke ném ra là ổn, JW có vẻ như muốn qua Smoke luôn ư. Và Fusa có một mạng, JW cần phải back về. Tình huống là 3v3, sắp đai nhang yếu máu. Magix đổi cho mình cái mạng của JW, lợi thế hơn người rồi. Và bên phía Team Fnatic họ đang bắt đầu rơi vào một cái góc đứng khó khăn. Ôi, Fusa nghe thấy vị trí Chopper thầy đạn, nhưng Brolin vừa rồi đã spam bắn chết đi người muốn đặt bom rồi kìa. Bom đã rơi và lợi thế vẫn đang thuộc về bên phía Team Fnatic. Samurai Young quyết định đặt bom luôn. Flatsa không spam xuyên smoke nữa rồi. Nhưng bây giờ Flatsa đẩy họp ra, có một mạng của Chopper. Flatsa ơi, Samurai Young đang ở ngay đây. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Double kill dành cho vị trí Flatsa. Bad boy dành cho bên phía Team Fnatic rồi. Vui quá, bay nhảy luôn. Vui quá rồi, và Prolin là người được gỡ bom. 15-11 dành cho bên phía của Team Fnatic. Và khả năng tỷ số sẽ là 16-11 thôi. Rotil tiếp theo vẫn sẽ full buy được đến từ đội bên phía Team Spirit. Một pha bắt cam góc đứng nhảy nhót rất vui mừng của Flossa. Mà kể cả cho tình huống này, Flossa có bị pick đi chăng nữa thì vẫn còn người đồng đội của mình ở đằng sau lưng. Chính xác rồi. Sướng quá là mình phải quẩy ngay. Cười rồi, cheater cười đó. Tươi thật. 15-11 rồi và đây một cái mat pau. Không biết là có phải là một cái mat pau để lợi dụng cái góc book hay không đây. Technical bạn ơi. Team Spirit đã có một chút vấn đề về máy móc rồi. Ở cái trò góc book ấy, góc book của huấn luyện viên ấy thì MIBR hay sử dụng là khi mà họ sử dụng ấy thì họ sẽ câu một cái quyền tech pau. Trong huấn luyện viên thoát ra vào lại thì huấn luyện viên sẽ có một góc book mới ở trong cái mat thi đấu đó. Thế à. Nhưng tôi nghĩ là với cái lỗi mà đã vừa phát hiện ra rồi thì khả năng là sẽ không được đâu. Nhưng mà vấn đề ấy, đấy là trước rồi. Ừ, còn bây giờ cái lỗi đấy thì đã bị fix rồi. Đó cũng câu chuyện vui rồi, đó cũng câu chuyện vui rồi. Và vấn đề mà bên phía Team Spirit gặp phải đó là bị lỗi Team Speak. Khả năng là máy của Chopper bị lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì có rất nhiều player là họ có nói rằng ấy, là không chỉ nên là phạt mỗi huấn luyện viên mà còn phải phạt thêm cả player nữa. Vì có khác gì đó là một sự móc ngoặc với nhau đâu. Đúng rồi. Alex có nói rằng là Hunden dùng trong một trận đấu 10 round thiếu liên tục mà chẳng nhẽ rằng là anh chàng này sẽ không có gì để thông báo cho những player của mình chăng? Ví dụ như kiểu là bị kẹt ở trong bom xe A chẳng hạn, 10 round đứng ở bom xe A thì chẳng nhẽ là không có những cái giao tiếp như kiểu là cẩn thận ở góc này chẳng hạn, các kiểu loại. Và tôi cũng nghĩ rằng là chắc chắn là kể cả huấn luyện viên đã có lỗi rồi thì player phải biết. Đúng. Nhưng đến khi một bài báo viết lên thì Hunden nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và nói rằng là các player ở trong team không hề biết điều này. Và thôi, nói gì thì nói thì mọi lý do đều là sự biện hộ. Và án phạt thì cũng đã đến rồi. Giờ thì các thành viên của bên phía Team Fnatic họ sẽ có thể chiến thắng luôn trong round thi đấu hay không? Disverlin, anh ấy bắn off không giáp nha. Bây giờ thì Flatsa, một quả smoke chủ động tạo on way nhưng không hề có bất nào đến từ vị trí Fnatic cả. Spirit biết điều đó, chủ động pre-fire luôn với góc smoke on way. Nhưng rất tiếc là Flatsa đã lùi về rồi. Bắn cơ skill luôn đến từ Fnatic ngay sau quả smoke này. Ai chả rất là cường nha. Giờ thì bên phía của Team Fnatic họ đang ép tâm lý của bên phía Team Spirit rồi. Không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng trong cái tình huống này cả. Và set bài B, Mia đã nhảy lên được khu vực tảng đá. Và Mia thì là người có cho mình một quả smoke.
Nào, bây giờ thì các thành viên bên phía Team Spirit họ đang muốn đánh về B. Nhưng trong bom xe B của Fnatic đang có một phát xa bắn rất tốt. Và cả chả Golden nữa, vẫn còn một bộ bom trên người của vị trí Flatsa. Và Golden vẫn có một quả lửa. CreamZ đang trên đường bách về rồi. Flatsa hạ không được Magic thành công. Golden đi xa và đó là mạng dành cho Golden. Idis Balan vừa đổi một. Nhưng bây giờ có Flat nào để hỗ trợ cho Golden hay không đây? Flat là đẹp. Golden có double kill rồi. Có Flat nữa hay không đây? Golden đang phải buy time cho những đội mình về. Golden, một flat đây rồi, đó là triple kill. GG well play, 16-11 và chúng ta sẽ đến với map thứ 3 thôi. Vâng, vậy là map thi đấu thứ 2 trong kèo 3 này. Map thứ Inferno thì đã gọi tên Fnatic là người giành chiến thắng rồi. Và bây giờ thì xin phép game, chúng ta đã tạm nghỉ một ít phút trước khi đến map thứ cuối cùng, map thứ đời trên thôi.